những ngọn nến đã được thắp sáng. Những câu chuyện cảm động về mẹ được vang lên. Thầy chưa bao giờ hiểu về mẹ. Thầy chỉ muốn ra khỏi nhà đi thật xa. Bởi vì sao? Ở nhà mẹ hay la hay rầy, mẹ hay đánh, thậm chí mẹ còn mắng thầy nhiều. Có gì để mà nói? Hàng trăm em học sinh đã bật khóc. Có lẽ khi không ở trong vòng tay cha mẹ, phải sống cuộc sống tự lập với nhiều người xa lạ, các em mới có cơ hội cảm nhận rõ hơn tình yêu thương vô bờ mà những người cha người mẹ đã dành cho mình. Gửi mẹ yêu, con nghĩ con chưa bao giờ viết một lá thư dành tặng cho mẹ. Đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ để bày tỏ cảm xúc của con đến mẹ. Những dòng thư đầu tiên của Vi Lương Thảo Tâm cũng là tâm sự của nhiều em trong đêm tri ân thư gửi mẹ hiền. Con muốn nói với mẹ rằng con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn. Con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm. Tự trong tim, các em đã thực sự nghẹn ngào khi nhắc đến người mẹ thân yêu của mình. Con yêu mẹ. Mỗi bức thư của các em là những câu chuyện kể về mẹ, kể về những hy sinh, những vất vả khó nhọc mà các em cảm nhận được qua cuộc sống đời thường và cả cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Những kỷ niệm về sự gắn bó, chăm sóc hay những lỗi lầm của các em được cha mẹ tha thứ. Con như một lời là con nhờ mẹ nhiều. Nếu được tặng một điều gặp con chưa, mẹ sẽ sống mãi mãi cùng con ạ. Con sẽ cố gắng học trời, chăm ngoan em mẹ, để không vô công ơn mẹ đã nuôi lớn được như thế này ạ. Đây sẽ là một học kỳ quân đội khó quên của hàng trăm em học sinh khi các em được quây quần bên nhau, được nghe, cảm nhận và bày tỏ tình cảm qua lá thư gửi mẹ. Trong chương trình học kỳ quân đội năm nay thì chúng tôi rất là quan tâm đến các cái kỹ năng sống, những cái giá trị đạo đức, nhân cách cho các em để các em cảm nhận về gia đình, tình thương của những người thân bên cạnh mình. Từ đó các em cố gắng trong học tập, rèn luyện và chăm lo trong tất cả mặt đời sống của em. Và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé yêu thương thân. Từ đêm tri ân, thư gửi mẹ hiền của lớp học kỳ quân đội 2016 sẽ nhanh chóng lan tỏa trong học đường. Các em sẽ có cơ hội tự cảm nhận được thế giới nội tâm của mình, khơi dậy lòng hiếu thảo về công ơn sinh thành, thấu hiểu đạo lý và trau dồi nhân cách.